Đây, trước mắt khách hàng nhà mình là một mẫu xe Range Rover mà trong thời gian ngắn nhất trong buổi chiều ngày hôm nay. Tức là em đã tìm hiểu chiếc xe này và làm việc với bên một bác chủ cũ, một bác đại gia trong Sài Gòn, là đã được nửa tháng rồi. Vì đây là chiếc xe đến từ Sài Gòn mà em đã làm việc với bác đại gia trong Sài Gòn là tầm nửa tháng rồi. Thì nay em mới làm việc xong, trực tiếp cùng thợ nhà mình đã làm việc xong chiếc Range Rover và bây giờ đã xuất hiện ở Hải Dương rồi, trực tiếp bãi bên em rồi. Một chiếc xe Range Rover mà với rất là nhiều option. Đấy, cốp mở cửa các bác này, em mở cho mình khoang sau cho mình trước nhé. Một chiếc xe cực chất luôn, có căn chỉnh làn đường này, hỗ trợ trơn trượt đồ đèo và có lưng hạ gầm. Thì một chút nữa em sẽ quay cho mình, em sẽ quay qua về khoang cốp cho mình xem. Đây ạ, các bác nhìn cho em này, cụm đèn pha. Thì tí em sẽ quay như các bác nhìn cho em cái khu vực đèn hậu phía sau này. Mở cửa ra mà cái đèn nó đẹp như thế này. Có mang cá vậy, có mang cá mập luôn. Căn chỉnh làn đường, nhìn một chiếc xe Range Rover chiến như thế này cơ mà. Bánh của nó là một dàn lốp là mới tinh cho em nhé, một dàn lốp mới tinh. Có một bác đại gia ở trong Sài Gòn đã để lại cho em hương chiếc xe Range Rover này với giá cực mềm. Nên em cũng sẽ lại để cho khách hàng nhà mình, khi bác nào sở hữu chiếc Range Rover này, em cũng sẽ lại để cho mình một cái giá cực kỳ đẹp luôn nhé. Trời ơi, các bác nhìn này, đi mua xe mà còn nguyên sách hướng dẫn sử dụng của Range Rover. Các bác nhìn cho em này, một cái con xe nó đẹp đến mức mà nó xịn sò. Các bác nhìn này, có những 2, 4, 6, 7, 8 quyển sách để hướng dẫn sử dụng Range Rover. Quá là chất lượng luôn. Hai hàng ghế thì cực kỳ rộng rãi này. Các bác nhìn cho em, hàng ghế thì cực kỳ rộng rãi này. Với 1m70 như em Lê Hương mà còn ngồi như thế này. Có cho em hai vùng điều hòa nóng lạnh riêng biệt luôn. Phía sau cũng có sấy sưởi kính cho em nhé. Các bác nhìn ạ, có sấy sưởi kính phía sau này. Cam hành trình có, cam lùi có, đèn trần này, điều hòa mát lạnh hai vùng riêng biệt luôn. Có cửa lóc cho em, lăng hạ kính, lăng hạ gầm trước và lăng hạ hầm sau. Tức là khi các bác đến khu vực đường mà nó xấu mà các bác muốn lăng lên thì sẽ lăng được luôn. Chỉnh cho em. Đấy, chỉnh cho em. Đây nha các bác nhá, đây là cái nút này, mở khóa này. Các bác chỉ cần chỉnh, nếu mà ấn vào mũi tên bên trên này thì sẽ là lăng cho em phần bánh trước lên, nhấc cao lên. Còn đi là sẽ là thăng bằng nhá. Còn đây ấn về phía nút chế độ này thì sẽ là lăng cho mình cái phần đít lên, nhưng hẳn cao lên, chồng hẳn mông lên luôn. Để đi qua những khu vực đường mà nó bị xấu này, sấy sưởi kính này, option của em nó đây. Một chiếc xe Range Rover được sản xuất năm 2005 và lăn bánh lần đầu là 2008 này. Có máy là máy turbo 4.4 nhưng chỉ ăn 10 đến 12 lít trên 100 km thôi, vì máy là máy turbo. Căn chỉnh làn đường, xe này em cam kết zin cả xe cho mình luôn. Zin cả xe, máy turbo cho em nhé. Trên vô lăng thiết hệ thiết kế rất là nhiều những cái phím bấm này. Có khẩu lệnh nói này, phím bấm này, túi khí an toàn này. Rất là cao luôn. Như em hương lên mà rất là cao luôn. Các bác nhìn cho em này, rất là nhiều chế độ chức năng này. Đây, cửa lóc đầy đủ này, lưng hạ gầm, điều hòa auto, sấy sưởi kính, gió trong ngoài, mở cốp. Các bác sẽ mở như thế này, tắt bật cảm biến này, chống trơn trượt đổ đèo luôn cho mình nhá. Đổ đèo, chế độ chờ đổ đèo cho mình. Khi các bác xuống khu vực đèo, các bác chật cho lên thì bánh xe nó sẽ tự động ăn sát và bật đường, để mình có một cái tay lái mà khi mình đi nó không bị mất lái, nó không bị trơn, nó không đang thẳng xuống mà nó sẽ xuống từ từ đúng không ạ? Nhưng mà nào thì đã từng đi chiếc xe Range Rover này rồi thì khi nhìn thấy những cái chức năng mà em hương quay như thế này thì các bác sẽ thấy rằng đây là một con xe rất là chiến với nhiều chức năng, nhiều option. Và giá chào bán của chiếc Range Rover này em đang bán là 780 triệu. Thật sự quá là xứng đáng cho mình luôn, rất là nhiều option, túi khí an toàn. Các bác nhìn cho em này, loa này, 4 quả loa to bản, trang bị thêm cho em 2 cái quả loa bé hai bên như thế này. Này, sấy sưởi kính ở trong kia, đây là hạ kính này, chỉnh kính này. Giờ em sẽ đi quay, vì nó có quá là nhiều option chức năng nên giờ em sẽ đi quay chi tiết cho mình nhé. Trước này em cam kết là zin cả xe cho mình, từ phần khoang cánh cửa cũng có trang bị túi khí an toàn cho em.
tất cả những cái phần này đều là ghế là da mềm cho em rồi. Phần dưới sẽ là cái lỉ, đây là ốp nhựa cứng này, loa này, còn đây là tất cả đây khu vực này là da mềm hết cho em. Keo chỉ zin các bác nhìn cho em ạ. Em đã cam kết là zin cả xe, thì các bác phải hình dung là gương kính zin, số máy zin, tất cả là phải zin hết. Thì em Hương mới cam kết là zin cả xe nhé. Một chiếc Range Rover đời 2005, lăn bánh lần đầu là 2008, của một bác đại gia trong Sài Gòn đây. Nhìn form dáng nó đẹp lắm luôn ạ, chiến lắm luôn. Khoang cốp thì cực kỳ rộng rãi rồi. Nếu như bác nào mà mở khoang cốp này ra không nhìn khu vực phía trước thì nghĩ là nó là một chiếc xe bán tải, vì khoang cốp rất là rộng. Quay cho các bác này, vì xe nó rất là đẹp và nhiều chức năng nên em cũng chỉ quay cho các bác nào nhìn thôi. Còn nếu như các bác mà bàn về giá, bàn về chất lượng thì cứ gọi trực tiếp cho em qua hotline 0354602790. Hoặc những bác nào thích chạy thử cảm giác của chiếc con khủng long bạo chúa Range Rover này, một anh cao to đen hôi, nhưng không phải là mồ hôi dầu mà mồ hôi xăng, có cam hành trình cho em này, đèn báo giã phía trước, đèn báo rẽ trên cao này. Đấy, các bác nhìn cho em cái cụm đèn hậu phía sau thiết kế giống như một cái quả cầu trong quán bar luôn, rất là đẹp luôn. Form dáng đây ạ. Giờ em sẽ quay trực tiếp form dáng cho mình để các bác nhìn thấy nó đẹp như thế nào nhé. Cao, to. Khi vào khu vực đường xấu, lưng được gầm lên, lưng được mông, lưng được đầu theo ý của mình khi mình đi lên đi xuống, để tránh cảm giác khi mà mình va chạm vào chướng ngại vật khi đường nó xấu này. 780 triệu. Địa chỉ xem xe trực tiếp là 51 Thanh Xá, Ninh Hồng, thành phố Hải Dương. Bác nào thật sự yêu thích một dòng xe mà chiến như thế này thì nhấc máy gọi cho em ngay 0354602790. Cửa lóc đầy đủ rồi nha. Em đang quay thì có một bác đấy học lái xe, bác đi qua hơi vướng nên em phải dừng video lại. Đây các bác nhìn cho em này, thảm sạch sẽ rồi nhá. Các bác nhìn cho em cái mặt này, ô rất là nhiều chức năng, rất là nhiều option. Đồ đạc nguyên bản theo xe, cái màn hình cỡ vừa thôi. Nghe nhạc giải trí này, loa này, táp ly rất là đẹp luôn, táp lô này, túi khí an toàn này. Cánh cửa có cho em túi khí an toàn luôn. Cánh cửa nào cũng có túi khí an toàn luôn nhá. Vậy là xe trang bị rất là nhiều túi khí an toàn. Kệ bước chân lên xuống, với con này rất là cao luôn, phải có kệ bước chân lên xuống này. Sticker cảnh báo này, khi mình đóng cửa này, móc khóa này, từng con ốc chi tiết đẹp như thế này. Còn zin đẹp cho em nhá, zin đẹp cho em. Phải nhấn mạnh từ zin đẹp. Đây, điểm mà em thích nhất ở chiếc xe Range Rover này chính là cái mang này. Cái mang như mang cá mập luôn, nhìn rất là chiến luôn. Nước sơn màu đen đẹp, gầm bệ cao. Máy là máy turbo nên nó sẽ không hề ăn xăng, siêu tiết kiệm luôn. 100 km cũng chỉ rơi vào cỡ 11-12 lít thôi. Cam hành trình, cam lùi, màn hình giải trí, mắt cảm biến va chạm đầy đủ cho em. Với chiếc xe này thì em sẽ không quay động cơ máy móc, vì nó cao quá em không mở được lên. Em sẽ quay một video riêng, sẽ gửi cho khách hàng nhà mình video riêng về khoang động cơ máy móc của chiếc Range Rover này. Giá chào bán là 780 triệu, đời 2005, đăng ký lần đầu là 2008 nhá. Lưng hạ gầm, căn chỉnh làn đường. Máy turbo rồi, lên các bác hoàn toàn yên tâm về mức tiêu hao nhiên liệu của em nó này. Những bác nào thật sự quan tâm và yêu thích dòng xe Range Rover này thì nhấc máy lên và gọi cho em Lê Hương có hotline 0354602790, hoặc đến trực tiếp xem xe với địa chỉ 51 Thanh Xá, Ninh Hồng, thành phố Hải Dương. Rất mong sau video này sẽ nhận được những cuộc gọi, những cái inbox riêng của khách hàng nhà mình. Còn bây giờ thì em xin chào và gặp lại tất cả khách hàng nhà em vào những buổi báo giá trực tiếp cũng như là review xe tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.